Có một lần là mấy lính lính của với đấm ngón bên cầu Bình Phước á, là nó có tới nó xin lấy với đấm ngón về đất nhà chôn. Xuống đây gặp anh đi trao đổi, anh em lấy thì tranh thủ lấy đi, anh em có người lấy không, có là tôi cho người lấy. Có người lấy rồi, xe cộ đang vô cho bắp trường rồi để lấy. Lấy được cứ lấy đi, được cứ lấy đi đó. Rồi xong tôi đàng hoàng, lúc mà thấy lâu quá đi vô coi nó lấy thế nào, vô lấy đâu được, nó thúi qua mới có 4-5 tháng rồi nó lấy thúi nó dựng nổi, thì nó bới lên đây nó bốc xác về, nhưng mà bốc đâu nó không biết cách bốc, nó thúi quá nó bốc không được. Chứ đúng là nó mà nhờ chú ba bữa trước vô chú ba cũng làm đâu còn rẻ rồi. Nhưng mà lúc ấy chú ba bên kia, bên đàn em ở Phước Tâm Ngón lúc đấy là có nói là đưa ra giá bao nhiêu không? Không nói giá, nó xin cho nó lấy Phước lên gặp anh ba, lên tiếng anh một tiếng để cho anh em lấy Phước về đất nhà chôn. Chú ba mới hỏi mấy đứa có người lấy không, chú ba cho người lấy. Thôi là nó có người lấy rồi, anh em có lên sẵn hết rồi, nó lấy không được. Dạ. Thế là cuối cùng bới đại ca lên như vậy thì chân tay phèo cũng như vậy mà cũng không có lắp, nhưng mà chú ba vô, chú ba gom lại, chú ba lắp lại. Vậy à? Rồi lính vô gom lại, lắp. Thế là từ sau đó đàn em của Phước Tám Ngón còn đến không? Những ngày dỗ đại ca chẳng hạn? Không thấy ai tới. Mất hút luôn từ ngày đó cho đến ngày giải tỏa nghĩa trang luôn ạ. Thế ạ. Thì gia đình nó con lấy, mình liên hệ gia đình. Hôm trước là liên hệ nó, thôi giờ liên hệ với bà già với Tấm Ngón rồi lên, gia đình với Tấm Ngón rồi lên lấy cốt đem về. Thì cũng đâu ai qua lấy. Trinh thì nhận vợ nó cũng biết điều. Nó cũng mời ra uống cà phê nói chuyện với ông ba vừa lúc này. Cũng khó khăn, như lại chưa có nhà cửa ổn định. Ồ, vẫn thuê trọ à chú? Đâu nhà cửa nó có mà đang tranh chấp gì đó, ổn định. Chưa có ấy nhà cửa gì hết, nhà ổn định nên chưa báo ông bà đem cốt có về nhà thờ. Nhưng thôi cái gì cái gửi bồi dưỡng cho anh ba thì anh không có nhận. Nên cái này là ơn của anh ba thì không biết bao giờ em trả cho hết. Thôi cái này là em gửi này cho bồi dưỡng cho lính anh ba. Bồi lính anh thì anh nhận, chứ bồi dưỡng anh không nhận. Nó bồi dưỡng 5 triệu, anh vợ nó cũng được. Nói chuyện nói sao em không qua thăm chồng em. Nhưng em bây giờ cũng chưa ổn định được ba, ráng thời gian nữa em trong chưa là báo anh ba. Rồi qua thăm anh Phước là lấy anh Phước về nhà thờ. Em chấp chiến đi, giờ nào có gì thì alo anh. Số nó mới còn đi. À thế ạ. Phước Tám Ngón khi sau khi bị thi hành án ấy, mộ của Phước Tám Ngón cho nghe mà linh thiêng lắm, người từng dân đến cầu cơ nhiều lắm phải không chú? Chưa lên lắm, những này nở rồi. Chưa cho anh đã trúng số dữ lắm, trúng hàng tỷ tỷ. Chú kể con nghe xem, có nghĩa là trong rất nhiều mộ đấy đều có mộ Phước Tám Ngón này. Linh thì là người ta tới xin số, xin này là nó cho số rồi về đánh. Chú ba chú không có chơi ở đó, không đánh về cũng đông rồi. Chứ ai vô làm thì làm, mình cái gì dắt người ta trúng mình lại cho tiền mình thôi. Cứ người cho con số thì người nào trúng người nói linh, người này cho số này kia xin số kia, nọ cho số nọ xin tá lả cho số vậy. À có nghĩa là mười người cũng người trúng, người nào trúng người ta cho tiền thôi, chứ mình cứ biết, mình biết số mình đánh mình trúng tội mình cho người ta đúng không? Dạ. Thì ai xin thì mình cũng xin nó cho. Dạ. Cho số thì cứ đánh vậy thôi. Vậy thì người ta đến đây người ta hỏi mộ hay là người ta cứ đến chơi khu nghĩa trang của trường bắn thôi? Hỏi mộ mình xin, hỏi trong đó mình xin. À. Mộ nào linh người ta xin mộ đó. Nhưng làm sao người ta biết mộ nào linh mộ đó ấy, hay người ta đồn nhau chú? Đâu đồn thì nó cho số chúng là thường biết là linh. Thế ạ. Ngày đấy có đông người đến mộ Phước Tâm Ngón chú? Trời ơi, ngày nào mà đêm 11, 12 giờ nó vô tới sáng đi tới chợ. Đông lắm ạ. Sao này cho ba nó dẹp hết. Cho thấy mộ của Phước Tâm Ngón có thể điểm lên hình nhưng trông rậm rạp tùm cơ mà. Có một cái câu chuyện mà chú ba kể đó là mà mộ Phước Tám Ngón thiêng mà có một cái thanh niên nào ở đâu vào nếu mà cho chúng số sẽ đến đây nhậu một tháng. Có ngày đó là nằm bê nó trúng số, hai anh em bê đê nó hứa với thằng Phước là nó nhậu đến một tháng. Dạ. Nó trúng mấy tỷ, nó mua xe, bị mua cái
xe 7 chỗ là anh em quận tư qua nhậu nhẹ, nó nhậu bữa đó là cũng được 4-5 ngày rồi, bữa là công an nó biết được nó dẹp hết. Dẫn bạn bè đến đây nhậu hay đồng mỗi anh em chứ? Thì nó dẫn bạn bè anh em tới nhậu đêm nào, chiều 5 giờ sáng giờ lên nó nhậu, nó tối nó về. Nhậu đến tối về? À thế. Còn những người sau khác này thì... Dạ. Thằng mà, thằng em cũng BD, thằng này cũng BD. Nó mới làm cái mộ mà vô danh mộ đất á, hỏi đồ á. Hỏi anh coi mộ đó, ờ có gì không? Anh xây cái mộ như vậy bao nhiêu tiền? Nó là 1,5 triệu. Nếu mà nó hỏi em là người nhà hay gì, nó không, thấy anh tội quá, cái mộ đất cũng làm cái mộ cho nó đẹp đẹp như mộ gì mà bao nhiêu, 1,5 triệu thôi rồi. Anh cứ làm cho anh lên gửi tiền, giờ gửi chứ 1 triệu. Rồi bắt đầu xây mộ mãi xong lên, nó mua đồ nó cúng kiến xong, nó đưa tiền. Cái em nó nói, ủa em đây người ta cho anh trúng số đèn, cho bồi dưỡng anh, bắt anh xây mã, bồi dưỡng 1,5 triệu, mã rồi. Nó bồi dưỡng xây 500, nó 2 triệu. Làm nó đời mà trúng nhiều quá mà bồi dưỡng có 500 mà. Nó nói em trúng ít lắm, chị em trúng có nhiều, chị em là ai? Nói chị em vô đi trúng mua 7 chỗ mà này nọ vô đi nhậu với em Phước từng tháng á. À, hôm nay vô đây hoài nhậu mình cũng đâu biết. À đấy ạ. Cái này em trúng nhiều, em trúng 1 tỷ mấy nè. Trời ơi, mẹ trúng 1 tỷ mấy mà cho nó có 500 mà. Nói chị em trúng có nhiều, chị em trúng mấy tỷ mà. Đó, là cái nào mới biết. Mới qua nó. À thế là từ đấy là cái lý do mà mộ của Phước Tám Món được xây như thế ạ? Không, nó đâu có xây, xây là do anh bỏ, anh xây luôn. Anh xây lên, là do anh xây thôi, là người ta trúng, người ta cho tiền, người ta xây lên. Nó đi là cái là mua đồ nó cúng ăn mừng rồi hơn. Rồi cái đầu mới tới nói thôi giờ á. Mà sao là cái mộ ngày đấy cứ xây xây có 1,5 triệu thì ạ? Hồi xưa mình xây là xây cái kiểu mà xung quanh, rồi đắp đất lên. À. Cho nó giữ đất được cái chài thôi. À cho nó thành cái kiểu kiên cố vậy. À dạ dạ. Xây đó là đúng là cũng hết tiền công, tiền vật tư cũng hết 600-700 rồi, dạ. Mình kiếm nữa vậy đó. Dạ. Xây nó lẻ, làm thợ làm xây cũng được tiếng hồ xong rồi. Đúng rồi, đắp đất lại hồ mình cho nó xây. Thế ạ. À, xây lẻ. Ngoài có chị em nhà cái ông chị em nhà BD này ra thì còn có nhiều người khác có đến không chú? Nhiều người trúng lắm, mà trúng rồi tới rồi nó đã lễ mà heo rồi họ nhiều người cũng heo 3-40 kg, nhiều người heo sữa con hai con gà vịt ơi lại linh đình. Thế ạ. Sau này có mấy đám tàu nó hàng cho nó số điện thoại cứ hẹn 12 giờ nó gặp, thì đúng là đâu ai đi trường bắn đâu, hẹn 12 giờ bây giờ dẫn nó vô đó cúng kiến này trong vừa đàng hoàng, nó xin số kiểu người kệ đó, rồi ra mấy chỗ rồi ra nó cho tiền rồi đi về, cứ ngày nào cũng vậy. Mỗi lần 12 giờ nó điện, 11 giờ nó điện, nó là tụi em sắp sửa lên tới, anh ba đón tụi em, tụi em đi đặt thi rồi lên tới rồi dẫn nó vô, rồi nó xin cái gì xin rồi nó cho tiền bồi dưỡng 700-800 triệu đó rồi về. Cái rộ lên cái đợt mà chỗ mộ Phước Tám Ngón mà linh thiêng nó diễn ra mấy năm chú? Lâu rồi. Thế mới lên đây rõ đây là mới về nó cũng chắc mấy năm rồi. À đấy, có nghĩa đến ngày giải tỏa rồi. Thì mới ấy ạ. Lúc đó nó dẹp hết giờ, trong đó nó làm khu đua xe diệt ký rồi, nó rào rồi hết, nó đâu cho anh vô ra gì đâu. Trong đó giờ nó móc lên hết, đâu còn chưa có gì nữa đâu. Móc bằng cuốc, móc nó sớm lên, nó đụng hết. Ừ. Thế còn khi Phước Tám Ngón vào chùa thì con có dân cầu cơ ở đấy không chú? Không, giờ ai có ai vô đó được đâu mà cầu cơ nữa. Ừ. Vô nó phá cửa rồi, cứ đứng nó rồi, đâu có vô được đâu. Vô bảo vệ nó cũng đâu có cho vô. Mới đâu có còi nó được vô chứ. Ừ. Cái ngày đấy Phước Tám Ngón ngoài cái vợ chồng nhà, à ngoài cái anh em nhà kia ra ấy, thì chú, thì cái... Còn nhiều người khác người ta trúng nhiều không? Người ta có đến người ta có ấy thì không? Thì cũng nhiều người lắm, xin nhiều người lắm. Thành phố này quận 5 rồi, chợ lớn rồi, đồn lâm nó lên xin. Thế ạ? Nó đồn đồn nó lên. Lúc này là dễ cũng lâu lắm. Nhưng mà ngoài chỉ mỗi mộ Phước Tám Ngón này còn những người khác nữa không ạ? Có những người khác, có mộ nhiều. Ngoài ra còn có những mộ nào mà người ta hay đến xin cầu cơ hay ơi ừ, đã nói là quyên hay lên cho phải tha ma đó, là người dân đã lên là muốn xin cái mộ là cái xin là kỳ ra mình đâu có à cấm ép người ta được.
Dạ. À, người ta muốn thích cái bộ nào thì xin bộ đó. Nó cho số xuống. Dạ. Đỉnh điểm như cái thời điểm ấy có một đêm người ta đến khoảng mấy chục người không chú? Trời, có đêm người ta mấy trăm người, một chục người như vậy. Ồ, thế cơ ạ? Mấy trăm người, cả ngàn người như cái chợ đêm. Trời, như cái chợ đêm đó ạ? À, đâu là cả nửa tháng giờ, nó quận nó bắt thông tin, nó nghe, nó dạ. Dẹp hết. Cấm hết, lao giảm vô nó bắt. Bắt về phường, về quận nó phạt. Cứ 10 triệu, xe 1 triệu rưỡi nó bắt nó phạt. Biết đâu anh Dương nó lại lại vô bắt phạt. Ừ. Mình ở đây rồi nó biết rồi. Lại vô ra nó biết mình là con nghĩa trang rồi, nó có nói mình lại lại vô bụng hả. Ừ. Mà chú cái thời điểm mà bốc mộ lấy xác của tử tù như thế thì ngoài việc mà người ta thuê chú đội của chú ra ấy, thì họ có đến họ tự ấy không? Họ có đến nhà người ta, họ đến họ tự lấy không? Nhà thân nhân của tử tù ấy, người ta biết ấy, người ta có đến người ta tự lấy xác vậy không? Không, là đâu ai lấy được. Đều phải nhờ phải nhờ. Qua chú hả? À thế. Muốn vô lấy thì phải nào cũng có lính tráng canh ở trong đó. Cứ muốn lấy cái gì nó điện vô rồi giải quyết. Nó đâu có lấy. À có nghĩa là ai muốn lấy muốn gì cũng phải qua thông qua chú. Vậy qua chú hả? Đã được rồi làm thôi. Nhưng mà nếu mà người ta không thông qua chú thì người ta chỉ họ ấy họ xin ý kiến chú để hoặc nhờ chú chỉ cái chỗ đó thì chú cũng làm đúng không? Chú cũng nhưng mà giá nó cũng thấp hơn hả? Thấp hơn, như là gia đình như là báo là muốn thân giờ gia đình cũng khó khăn không có tiền cho người nhà đi lấy, động lấy rồi bồi dưỡng chú riêng là được lấy. Có nhiều người đến đấy không chú? Thì cũng có ít đâu. Còn nếu mà đây lấy tấm tiền cao người ta kêu đội khác lấy cái nhẹ tội chút dưỡng cho mình rồi cũng làm